sống trong một căn hộ thông minh và tiện nghi. Nhưng bạn không cần quan tâm tới việc phát triển các ứng dụng IoT của tôi. Bạn đang sống trong một xã hội văn minh và quản lý tốt. Nhưng bạn không cần quan tâm tới việc áp dụng trí thông minh nhân tạo ở khắp nơi của tôi. Bạn nhìn thấy hoạt động kinh doanh nhộn nhịp và hàng hóa đa dạng. Nhưng bạn không cần quan tâm đến việc khai thác dữ liệu và các ứng dụng của chúng tôi. Bạn nhìn thấy hoạt động sản xuất ổn định và lợi nhuận gia tăng. Nhưng bạn không cần quan tâm đến việc khai thác dữ liệu và các ứng dụng của chúng tôi. Bạn tham gia giao thông thuận lợi và những chuyến đi an toàn. Nhưng bạn không cần quan tâm đến việc giám sát liên tục và tự động hóa một cách chính xác của chúng tôi. Bạn nhìn thấy một thành phố an toàn và một xã hội trật tự. Nhưng bạn không cần quan tâm đến mạng lưới 3D Skynet với sự bảo vệ liên tục của tôi. Bạn không cần quan tâm tôi là ai. Bạn không cần quan tâm đến sự đa dạng trong những ứng dụng kiểm soát thông minh âm thanh, hình ảnh sống động của chúng tôi. Những giải pháp toàn diện của tôi dành cho khách hàng và những thành phố thông minh. Bạn không cần biết về những đột phá trong công nghệ hoặc khả năng dẫn đầu trong công nghệ hiện đại của chúng tôi. Bạn không cần biết sự theo đuổi trong công việc nâng cao tay nghề và hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn diện và hiện đại của chúng tôi. Bạn không cần biết đến hệ thống bán hàng và dịch vụ toàn cầu của tôi, cũng như những thành công mang tầm thế giới của chúng tôi. Bạn chỉ cần biết rằng tôi sẽ luôn bên bạn. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, hãy tin vào tương lai. Hãy tin vào những đóng góp của chúng tôi. Vì chúng tôi là Đa Hoa DSS.